Vâng, lại xin chào toàn thể các bác. Thì như các bác biết là cái dòng loa AT101, dòng loa bẫy chim cao cấp nhất Việt Nam ấy, mà tôi đã từng làm những cái video rồi, chắc là các bác còn nhớ. Thì sau một thời gian hãng không sản xuất thì bây giờ lại bắt đầu sản xuất trở lại. Thì đây là cái lô hàng đầu tiên mà đơn vị kinh doanh của chúng tôi nhập về để phục vụ các bác thợ bẫy chim trong cái mùa bẫy chim của năm 2019. Tại sao là dòng loa cao cấp thì các bác vui lòng kéo xuống hộ tôi ở cái phần link mô tả ở bên dưới, tôi sẽ để cái đường link cái chi tiết về cái dòng loa này. Thế còn đây là anh em đang chuyển hàng vào thôi. Và đây là kho hàng của chúng tôi. Các bác nhìn thấy ở đây rất nhiều loa cho các bác lựa chọn. Tuy nhiên là hứa hẹn một cái dòng loa AT sẽ làm thị trường bẫy chim, loa bẫy chim sôi động hơn. Và khi các bác mua hàng ấy, tôi khẳng định luôn cái lô hàng loa AT này này thì hiện chỉ có chúng tôi mới đặt hàng mà có hàng thôi. Đấy. Thì các bác cứ tham khảo xem bên nào hợp lý, bên nào uy tín thì các bác lựa chọn mua. Đây hàng đang về rất nhiều và thực tế luôn. Tất cả những cái nội dung mà shop bán hàng online chúng tôi làm đều bằng video thực tế luôn và tại cơ sở bán hàng của chúng tôi luôn. Các bác có thể thấy thực tế là hàng đang được xuống này. Loa đang được chuyển vào kho này. Đây, tôi lại đi trở lại các bác nhé. Đây. 10 thùng vừa mới về, mỗi thùng 20 chiếc là 200 chiếc loa AT. Thì chi tiết đây tôi sẽ bỏ một chiếc loa ra cho các bác xem. Một tay tôi cầm điện thoại và một tay tôi sẽ phải lấy cái kéo đây. Các bác này. Ok, con dê. Mở ra. Đây, dòng loa cao cấp nhất. Sau một thời gian không còn xuất hiện trên thị trường nói chung thì bây giờ đã có mặt rồi. Chi tiết về sản phẩm tôi cũng mở luôn ra đây cho các bác xem luôn. Đây mà AT100 thì nó như thế nào và mà được các bác và khách hàng tin dùng và lựa chọn đến như vậy. Tôi sẽ nhờ một người bạn mở ra. Đây, các bác thấy hàng chất lượng mở ra cũng khó ấy. Đây các bác thấy này, một cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Cái túi thì nó ở bên dưới các bác nhé. Còn đây là cái phụ kiện đi kèm này, sạc pin này, dây của cái sạc điều khiển này, điều khiển pin của điều khiển. Đấy. Và đây là cái tác phẩm chính là cái loa như thế này. Đây. Đấy, cầm đầu tiên là thấy rất là chắc tay và đầm tay rồi, hơn những cái dòng loa khác, hàng xịn sò nó khác hơn là cái sàng kia. Đây em nó đây các bác này, màu đen huyền thoại rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Đây, hãng sản xuất ghi ngày sản xuất này. Đấy, mã thông số kỹ thuật đâu rồi, đây thông số kỹ thuật đây các bác lưu ý này. Đấy, thời gian sạc pin từ 6 đến 8 giờ, dung lượng pin 4000 mini AH. Pin cái loại này là pin khủng nhất, pin bền nhất các bác nhé. Riêng dòng AP này tôi khẳng định là cái độ bền của pin nó không hề đơn giản đâu. Đấy, rất nhiều các bác lựa chọn nó vì âm thanh chất lượng tốt này, vì pin bền này. Thì sau rất nhiều thời gian hôm nay loa lại về. Đấy, với các bác có nhu cầu mua thì các bác cập nhật được video thì mua hàng ủng hộ bên cơ sở của tôi thì hãy điện đến cái số điện thoại cạnh cái tiêu đề video này. Video tôi quay bằng điện thoại cho nên là không chỉnh sửa quá nhiều. Rất là mong các bác ủng hộ cho. Còn đây là cái cơ sở bán hàng của tôi với rất nhiều những cái mẫu loa đai ly, âm ly dành cho bẫy chim đêm, loa máy bắt ruồi, rất nhiều những sản phẩm đây. Các loại loa lưới, loa tòa, loa check, giày ngụy trang, phụ kiện cho anh em đi rừng. Đấy, nhiều lắm, nói chung là nếu kể ra thì rất nhiều sản phẩm cho các bác đam mê hoặc là các bác có nhu cầu mua sắm có thể tham khảo bên group của chúng tôi. Đi đây. Côn. Đấy, côn này. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ tiếp tục phải chuyển những lốt những cái thùng loa còn lại vào. Rồi anh em tối rồi. Xin chào tất cả các bác.